Trên ngàn dương văn châu đề nhị trên ngàn đông vương tuần quan giác đàn đời chúng đây. Thank you.
hát đã dịu dàng bước ra tiên vô cả sân ông vô hai hoa ý lộc lộc nghi ban tài tiếp lộc phi nhân nó bi từ hay sâu về chắc chắn giang để đây ý à. Trên đông đuông là ngất lấy cô ái nay có người con gái thanh quan chân chân ý à. Bán cho đồng được tiền tốt lụa dày bổng lộc cho lắm về đến đây càng nhiều bán đi cho dài nhất giác nhiều tài lộc thì nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con nhang khói phục thờ 30 mùng 1 ngày người thứ hôm rằm 30 mùng 1 ngày hôm rằm 14 cho anh đồng thứ nhất lộc quả thứ hai lộc tiền nay sâu về chắc chắn đi giang đàn duyên ý à. Soi trong Lam Việt một đi phương hài hòa, sông Đăng Châu soi sáng tỏa gần xa. Thành đồng con nhà khói phục thờ
30 mùng 1 ngày 10 tư hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 10 tư. Thank you.
báu trong chiều đã nên ngồi báu trong chiều đã nên đi ngọc tốt vàng yêu ý trước tòa khoe tươi tốt bằng hoa khoe tài khéo chiều lòng dân ý. Phúc ngơ hữu lân đền thờ tả phúc ngơ hữu lân đi làm lễ dâng nhang trầu về làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng nhang để nghiệp tư cung gia thiên phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương a lăng thanh giả âm tử bi mẫn chúng sinh cố ngã kiềm tính lệ khai quang phả chiếu thiên cung thân nhị thiên nàng bài sai tập những thiên nàng thân điều ao thấm dịu dàng nết na nàng tả dân bông hoa chân trầu đã bước tới đâu gieo mầm nhật nghĩa bắt nhịp cầu vinh hoa tình chậu nước trong nghỉ xin chầu tẩy diện vuông nhiễu điều còn khỏe đi nhà điểm phong sam nối chầu đại xá cho đồng xa mối châu đại xa cho đồng kẻo đông con nhầm đi nỗi kẻo đông nghề dại ngây chúa tiên khéo miệng khéo tay thành ra hồi cùng an thai xá danh có châu đệ tư danh doanh truyền má tô mi
mươi điểm phân xem tốt tươi. Dòng nhan thập cờ diệu vàng bình chiếu đến chung. Quý hương ngàn thai xã danh anh có châu
để tư khách danh giỏi chuyện điều thời. Điều thời thủ sắc hoàng thiên hoàng thiên ngư đồng, anh nghĩ bóng khắp biển gần để xa châu gia uy, gia uy sát quỷ trừ tà.
thấy đô tạo hoa ý lên cơ bởi trời lập tức tức thì đôi mươi tháng chín ba thu kể xa lánh hồn nhật đường thời này giáng thiên trùng ý à. Bài sai con đi thiên đàng con nông nào thắm dịu dàng
thung dung tập nề khách qua đà nhắc trông nghi tử thề tiến làng nguyện ca. Khi hội họp sắp ba cô thổ mang hiện ra người già bán hàng chơi trên sơn lâm rừng rừng nghề bằng cát đồi. Nhật được chi một màu cảnh thiên ý à. Thành ra hồi cung chỗ ấy kinh ra cũng thỉnh mời đêm đêm mặc chiếc đi vong đào hòa ca. Thành ra hồi bắt ngàn đông đông trời đầy tiếng bắt ngàn đông đông đại tương bắt ngàn là tên. Thành ra hồi cung cứu tình Giáng sinh nghe có trầu cứu tình Giáng sinh dáng vào nguyện tộc phúc lành quyền đa. Hồng nhan thẻ nữ
ngàn cỏ hoa nghiêng mình ngủ là mây
chim oanh, bách bách y thú quỷ tâu chim hương dịu dít bên lầu. Ngôi đền thờ trời dưới núi thiên đàng,
đền thờ trầu dãy núi thiên tài mê tiếc tiếng ai hát đã trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca hát tiếng ai hát trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về
trăm mi khe ngàn suối, khúc trăng vàng hoa bưởi hoa chanh, tay tiên tay đi chầu hai lá bên cạnh.
long nhan khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích thần cung xả kim phục hoàng lân cận thanh chu tiên trung vương. Ta đang cấp từ ân từ vi bất chúc sinh vô ngại kim đinh lệ dòng nhan thập cờ diệu quang minh chiếu đền trung. Cây si mong mát kề bên bàn tiên dịu dặn rước ông ơ ngự thuyền lên tiếng du ba khoan du ba ông bước chân xuống thuyền khoan khoan du hò trèo từ khoan du hò lạnh lạnh sang trèo đi hò du hò trèo về thì phù khoan khoan hò khoan có điện thất bà khoan khoan du hò tòa đại dương khoan du hò chạp chạp bê sắc hoa trẻ quan khoan du hoa hương nghi phù gió quan khoan hò hoa ở biển đại gia khoan du hoa rào lòng mi đi trước khoan du hoa ta hỏi đưa đưa khoan khoan hò hoa trên đi khúc trúc hò du hoa sư tử tư lóc quan khoan du hoa lòng xà cứ biết quan khoan hò hoa vân thân rằng hàng đôi quan khoan du hoa lạnh lạnh mi bơ chuyển hò du hoa bê sắc là hò du hoa bước trèo về quan khoan du hoa bạn đi đến đây quan khoan hò hoa đến mẫu kiều tình quan khoan du hoa nơi ông đi về quan khoan hò hoa thuyền đã tới bên xin ông mơ dừng trèo bác lái trèo bơ gió lay bước mạnh đưa đường quân tử đang trình tới đợi bắt thề tay điên chuốc chén rượu đào nhất tuần đề sơ dâng lên kỳ ngọc các cô dâng đời là mời rước ông mơ hoàng sư a sời dương ông dâng lên nhị tuần để các cô nâng vào ô la vào rước ông mơ hoàng sơi a sơi rước ông hoàng sơi tay tiên tay rót rượu đào tam trụ dâng lên bì ngọc để các cô dâng mời là mời rước ông mơ hoàng sơi a sơi rước ông hoàng sơi sao lúc mờ lúc sáng thiêng chẳng nhớ thương ai khi tỏ khi mờ còn vẫn vương thương nhớ chi ai diệu chưa cạn chia tay sao đây khoan nhẹ mái trèo bạn đến đây quan hoàng mơ đã tới trăng nghìn nên mặt mặt nước soi mai tam quan tiếng mõ
ngân vàng rũ sạch bụi chân. Chẳng treo đỉnh núi rước ghế ông vào niệm Phật A Di Đà Phật. Chẳng kể cửa đồng chớ chớ, hôm nay ông bố về đồng mà sao chúng con cứ luôn những ngẩn ngơ. Về hoàng mây tuôn khói tỏa khói vàng, đường về đền lành mơ màng bâng bâng nghi bâng bâng bâng. Lúc ông bơ đi chờ anh trăng vàng, khi về trăng lăn chỉ còn túi thơ. Tay lưng bầu diều càng từ bao giờ, mỉm cười ông bơ hẹn mai chờ. Trăng lên sông bao nhiều nước chứa tràn, diệu đào ba chén quan hoàng chưa say. Diệu gì nhấp nhấp mãi không say, thơ chi mà để hoàng ngây ngất lòng. Ông mơ người hỏi chắc thì chắc cứ thờ ơ, hỏi xuôi xuôi hưng đừng ngờ chạy xuôi. Liệt làm mô Đức Phật từ bi tế độ, cõi xa bà cứu độ chậm luôn. Có quan hoàng bơ thoải tu tâm, ông theo hầu Phật tổ đi cứu dân độ đời. Qua chín bề mười đèo mới tỏ, các ghế gần tu tâm sẽ có đường lên. Nhiệm màu vô lượng vô biên, bản đền đây đất là đất thanh, cảnh là cảnh nhớ tiền. Lập lánh giang khề mới thiên dòng mai, lập mà lánh giang khề mới hoài của đón rước. Ông mơ về dưới thoải cung, ông mơ về dưới thoải cung.
nếm mùi phong nguyệt đó là thần tiên. Cõi Bắc Địa vẫn truyền cổ tích, quan bảy họ thần đích chúng quân sinh thời làm tướng chúng chúng thần bát mương lùng trải sơn dần khâu đầu. Tam thập ngàn châu quyên cai, tam thập ngàn châu bao nhiêu thổ mãn quy đầu về làm tôi ý. Tặng cúng dạng kim phụ hoàng lân cận thánh chúa thiên trung vương.
nguyệt đượm mùi. Chúc cô thiên bảo chuốc lời, chuốc lời huê phong chuông chén nô lòng để hội quỳnh viên. Chuốc chén chảo lòng tay lưng lưng bình bình ngọc ngọc. Các bạn tiên dâng lưng ngông chén trà. Hiến tượng kim bàn chào lòng, hiến ý tượng kim bàn mẫu đơn lòng lòng tỉnh thừa nhàn đồng hiến vui. Ba chén khuyên mời hồng trà, ba chén các cô khuyên mời minh minh lương mỹ vị đượm mùi kỳ trần. Ô trần đượm mùi kỳ trần. Trên chăm thứ cảnh vui thay, quán hoàng bầy vui vơi phù dung với cỏ cây. Tuyết nguyệt phong thơ hoàng lấy hoa làm bạc, cầm kỳ thi tiểu thố vui vậy. Khi tỉnh khi say hoàng đồ ai biết đường, hương thơm ngào ngạt ngát trời mây. Trần phàm thì hồ dễ mấy ai hay, tăng bồng hồ dễ có ngày. Họ ngô đường phú quý vinh hoa. Quan hoàng bầy nhân nai lên đất ý bảo hà. Ô mi hà bảo hà lên bùi phong nguyệt ý. Đó là tiên cảnh nghề thân tiên sáng sáng lưu phạt nơ. Đi cảnh thần tiên trên bảo hà, ơ tiên cảnh thần tiên trên bảo hà. Ở nơi đâu các cô pha trà.
tàu bắc đầu mì số trường sinh nghe lão chép miệng họ Ngô ghi ông đây là người nước bộ thảo nguyên tôi tâm tích đức ông bày chép ma biển cho rõ ràng trước thì sau lỗi lầm hoàng có giá chi đâu sở quyền đi được như ý ông cho sở cầu họ Ngô được lòng mà tâm mê đừng anh linh nghĩ soi đời vời vời ai bất đền chính tâm mê tội phải mang lưới trời bùa khắp tứ phương nghe ai người hại nhân đi nhân hại khôn đường thoát thân nghe ông bảy ra ông cho nước điên để tẩy bụi chân nên cho thanh cao rồi lại mười phần họ Ngô được thanh nhà cao thổ bát nội đồng chứ lệnh tài sai thổ bát nội đồng phục vụ định lo xước hoàng vì bảo hà tấu lối việc qua chín trong cơn môn đã thịnh lời chín cơn môn đương thời các nhật ngự đồng để tôi linh